khổ rồi mày, đi chơi chơi rồi bệnh hoàng chết chứ thai mũi đó. Tí xin nước vừa dễ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Nó thì mờ lên bà anh chơi nè. Dạ. Lên bà anh chơi mà gặp em bạn dâu người ta tốt qua ta cho 70-80 triệu. Trời. Còn nó khách hàng uống nước nó có 40 ngàn rồi mày. Cái nó khóc mày vẫn đi lộ bộ về mày. Ừ. Nó không có tiền mày chi tao. Ê, ủng hộ cho tôi với nhau. Ừ. Nghe tôi ơi. Chị gửi chị tặng cho nó 50 triệu bốn túi xài. Ừ. Chơi cởi nó. Thôi đó chị tao nghe. Ừ, bữa nào chị em bạn dâu tao đâu có quay phim gì què tao ngồi chơi vô sách một cọc tiền tao cho người dân đó. Ừ. Cho 70 triệu với 500 một khúc rồi nè. Ừ. Cái nhỏ thì ngồi ganh tiền anh tiên. Ừ. Tao khóc nó nói sao tôi có 40 ngàn mà sao có người đó là tôi đẹp hơn người đó mà sao người đó có tiền. Ừ. À, đi đi để mà tao để mỏi anh tiên tao tiền để cho tao chơi vui hay gì hết anh tiên. Ừ. Anh tiên thử lòng hả? Thử lòng đó, để thử lòng coi là tao tính mình có tham không. Tham không? Tiền mà ai tham, ông tham không? Không. Tiền của anh mằng ra à, anh mới ham. Hôm nay quay phim với ổng cho tôi cho tiền bỏ tiền xài đó. Tôi còn 40. Đi chơi sáng đêm mà. Đi đâu đi chích bôi thuốc đó. Không có đi chơi đi với Kiểm không? Ông Kiểm dẫn đi chích hai mũi. Chích mũi hả? Thằng ông chích đó, chích hai bên ít nào muốn chết đó, chơi. Mở cửa nó vậy. Hồi nãy ông chị nghe nó dụ ổng rước em đó. Chắc mấy ông quay phim nó vậy. Mấy ông cậu con đang bệnh sốc rồi đó. Hết tiền rồi, còn bây giờ bị bộ bỏ, rồi bệnh quạn luôn. Rồi thằng Kiểm chở thằng qua anh đi ra đi bỏ xe đạp luôn. Cậu chết nè. Chơi đâu, bỏ xe đạp. Rồi giờ chích hai mũi nó chở đi xuống bệnh viện mà cái mặt ông kia cũng hơi dài dài nè. Có chích thuốc không? Có, tẩy hai mũi luôn. Tẩy hai mũi luôn hả? Tẩy hai mũi 60. Ừ. Bữa nay, chơi bữa nay thấy phải ghê nè. Bạn cho có tiền hết rồi đó, bớt rồi đó. À. Ừ, uống 3 liều. Không? Hả? Sáng giờ có uống thuốc không? Có uống đâu. Ơi. Hả? Một bà đó ha. Ừ, em ruột. Bạn tốt giúp đó. Ừ. Chị em bạn dâu mà nói nãy mới nói kể nói mẹ. Lên trển chơi mà cũng gặp. Ừ. Chị Hạnh ngồi chơi chút xíu chị kia mà thấy cho 70-80 ngàn tao đâu có quay phim gì đâu mẹ. Ừ. Bà già xấu chắc người ta giúp đó ha. Ôi giờ không có tiền bạc chứ mà giàu rồi. Thôi quay cho nó mới tội nghiệp, không quay thôi, quay hoài chán mẹ. Ừ, kỳ ha. Buồn quá, lúc nào cũng lộn luôn. Lộn ít luôn. Nhiều cho nó, ông này tốt rồi, chị đúng em rồi, cho đúng ha. Rồi, đúng rồi, đúng còn nhiều nữa. Nhưng mà tao cho mày, thí dụ về 100 triệu hoặc 200 triệu xe cổ rồi mày chạy. Ừ. Mày chạy mà không chạy rồi, tao rồi có thằng quỷ khùng đó, có thằng kiểm phòng đó anh. À. Nó dụ dỗ mày rồi, chứ tao với em tao đâu có nói gì ha. Cô Hoa hổng về sao rồi cô Hoa? Đập ca cho đái cà phê cho tao uống mà. Buồn luôn rồi. Bữa rồi sao, tới giờ sao vậy? Bé quạt xuống. Bé quạt. Có điện cho My bé, không? Bé đầu rồi. Giờ bà xạo lên cho thằng Vẹn sắm bàn ghế. Thằng Vẹn ở nó nuôi. Ừ. Ừ, bệnh nặng mà. Ừ. Ờ đẹp hết trơn rồi đó đồ. Bắt số nhỏ rồi, bắt số một. Mới mua số một thôi. Thằng kia có tiền. Mua đó. Nó nghèo lắm luôn. Mua hồi nào á? Thằng kia có năng hiếu. Nó kêu anh vô giùm. Chắc luôn rồi hả? Kêu anh cho anh Tăng chỉ Tăng luôn. Ngồi đi. Rồi hổng gài con My nó mà nay mẹ cho tiền mà nó đòi nghỉ học rồi. My đòi nghỉ học hả? My sớm về người cho 5 ngàn 10 ngàn 20 tốt rồi. Ngày nay ông nghèo ông đâu biết có tiền hơn tí đúng không? Đừng có buồn tôi. Đâu quá. Con cảnh nghèo. Mẹ nó thấy con Hạnh bạch cô Chiên với mẹ cho 70-80 triệu không cho nó khóc. Bà biết cô Chiên bà tiền ở đâu bao thư bà bước qua cho. Cho một cọc á. Hỏi là bà với bà này sao nó chị em bạn dâu nó ủ chị em bạn cho bà Hạnh 70 triệu với một cọc cho nó ngồi mà tôi có 40 ngàn. Là mẹ nuôi buồn khóc cái tỷ á khóc rồi bộ bộ đi nãy giờ kêu lên cho cái gian giờ tôi đóng chịu chém này cắt cái chân của mình chém này được ở đây tiêu thôi thôi thì giờ cái gì của mình tới đó là cô ơi không tôi có nghe tin giờ bị gì đồng bạn nói bả quá rồi bả ô bả đã nghe lời tao báo gắn vô đi mà đừng nói gần đừng nói quay quay cái không nói ai hết luôn bà điện con vợ cho bà chiều nay 5 giờ tôi nghĩ phải sửa nữa không có gì đâu nói bà đi đâu hả nói bên đây thôi đừng nói bên kia nói bên đây thôi cho bà nói đi nói nhà mình thôi nói nhà mình thôi không có bà mẹ My á điện 5 giờ tối nay ra mày phải bà nói chuyện với My rồi bà cho số điện thoại để đây nè nó cho tiền là mình cũng không biết dạ để nuôi mẹ con mình cái chết á đối đó cúp đẩy đó giờ tao nói mày có ít ha ha bà số mà chưa số tiền lớn còn mày chóc không có đồng bạc cứt luôn ha anh đây rồi bà cho số điện thoại lại chỗ My nó không nói đi yeah. Nó vài bữa tới luôn mà thôi để con My đâu sáng giờ không thấy nó mà đi học nó về bữa tới luôn thôi để con đi chí học anh chỗ này ủng hộ cho em mới rồi thế là My nó ủng hộ rồi anh Tân chị Tân ủng hộ cho em mới rồi tôi nghiệp em coi dạ nha My mà không có biết gì đâu mà càng nhớ không càng
nó biết gì đâu. Nó đâu anh cũng tí tôi nghiệp cho. Biết sao nó còn chờ mẹ nó hy vọng quay rồi. Giấu nó. Cha mẹ nó bỏ nó luôn. Đâu có chờ không đâu, không thấy không chờ. Mẹ nó nói tao cho nó. Đi đi du lịch. Đi đâu? Đi du lịch. Du lịch đâu? Campuchia. Dạ. Không giờ ông đâu tôi không thấy đâu. Hôm qua mấy ông này quay nó không quay rồi cha mẹ nó lỡ rồi bỏ nó tội nghiệp nó không chịu lớn. Không lại không. Vô hơn tôi nữa. Nó còn thương mẹ nó quay rồi mẹ nó thấy bỏ nó luôn. Chức phách nó không lại. Ông coi bệnh ha. Tại vì mẹ nó là giận gì là tại sao? Rồi đằng này tôi nghe tôi không cho tôi. Bà già bà quậy thấy sợ luôn. Cầm điện thoại mà tôi tưởng bà cầm bà giao phí. Chết bà nội. Là 4/9/12 nhà. Cái Zalo của bà là bây giờ con tìm trên đây là không không có mà tại sao bên người ta tìm có không bà bên Mỹ phải có số mới tìm được chứ có số mới các bạn Zalo được không có trước khi bà cho chú quậy miếng nước chậu trước khi là bữa nhập con qua vợ nó nuôi trên cảnh có rồi bữa sau nuôi coi nhập mấy bữa hai bữa nuôi không có gì đâu buồn cô Hoai không buồn là buồn gì tôi có xuống trả cho mơ rồi tôi nói cắt chỗ nghèo cho tôi đi nằm về thương bữa thứ bảy thứ năm về thứ sáu kêu tôi cắt chỗ nghèo rồi qua chỗ nghèo thứ hai thứ ba mẹ đi cắt luôn rồi tôi nói chép chỗ nghèo lại nữa tôi nói thôi tôi chết mẹ chứ thắp tắt tới là phải đóng tiền trường mi chịu sao dạ ông hai chung bệnh gì không tiền trường cho công viên là 1.6 tiền học một một năm một năm tầm năm 1.6 trời ơi lãnh lương có 1.2 à đóng tiền nước hôm qua 120 tiền điện 120 là 2.4 rồi còn nó ăn học ngày 20 là 10 ngày 200 tháng là nhiêu rồi nó gọi là lắm bốc rồi tiền của hổng rồi cho này kia rồi để dành xài để dành trời ơi để tôi nói cho nghe 5 triệu bà cho năm còn lại 5 triệu là tôi giữ đó là gọi min làm nhà thương là ăn uống cho 2 triệu còn 2 triệu anh nhảy cho để nhà thương là bà đồ lên cơm đập đồ đâu có cho vậy rồi đâu có cho nghèo với bà ngồi cho sạch không ăn tao không có còn 2 triệu tao thấy không ha cái gẫn đi qua coi lãnh đi coi lãnh cái độ mẹ đi khám bệnh đến 2 triệu nữa rồi nó đau tim bên tim rồi hết 2 triệu mấy hai triệu còn hết 4 triệu rồi con 1 triệu bạc chích hai mũi chở đi chích hai đít luôn bác sĩ như mặt nhau chích ông lại mày luôn còn từ đây tới đó là cúp luôn rồi không có hết đâu không mà nóng lạnh sốt đau cũng không nhức đầu gì không ăn được lạc miệng á chích hai mũi ba đàn ông rồi đó chích trên xe tôn mũi rồi bác sĩ đây mũi rồi chích ba thằng rồi đó ổng hết rồi bà bà hai nó thôi mày chích đèo dám quá trời con vợ mẫn bà xin gom mà hồi đó theo dạ thăm cổ dạ trời ông cho ăn cứ giữ luôn tham ăn rồi lại con Mỹ đó lại rồi tao buồn giữ lại cha luôn con buồn gặp nó cha chết chết rồi sóc ông tốt cơn đắng mà cay gần chết rồi anh ăn ưng không cứ tiên hai thằng tham ăn à cũng ăn kiểm trốn rồi nếu mà ta cho con đi mẹ luôn giờ má giặt tủ lạnh là chồng vợ làm gì cứ chắc là tâm nó quá hạnh nha giờ làm bằng nữa đó nhưng mà chơi mãi lại đó mà tôi hỏi mấy cậu trên dẫn á là ba thằng trai đứa gái 7 con buồn mà thằng này thì đủ mẹ hai đứa này gì rồi á là tôi nghèo thôi mẹ mi à giờ tôi cũng nói gì tôi thì lớn tuổi mà khi nói khi không chú thì chặt thôi mẹ mi tha thứ lỗi cho tôi vì mẹ mi nghĩ tình cho con mi đi nghe lời tôi nói là cho những cái này nè tôi nói ổng nha bả trong trong câu nói trong cái đó là hoàn toàn trong hai cái YouTube không có một câu mà đúng thôi thôi nói chuyện viên cái buổi chiều đó nè bé mơ nè khỏe không thôi bây giờ em nói chị đi ha lắm ngày thì em cũng bệnh hoạn cũng chích thuốc quá trời chị rồi em cũng rất là cảm ơn chị bà già em cũng hơi quấy thôi giờ gia đình em tay mặt xin lỗi chị em con nuôi anh Vẹn bây giờ hiện giờ nhập viện mà anh không có tiền mà vợ anh nuôi mà giữa hai gia đình vì qua với cô bầu thì không thận thôi bỏ qua đi chuyện mình đi chị cũng ủng hộ tiếp em đi tội nghiệp cho em mới tiền hả chị thôi tha thứ đi cô Cúc Hoa cũng điên mà con mơ tất cả tập đoàn không hết chị nghĩ tình em không chị tha thứ em đi mẹ
mẹ là cao trời mới giúp được. Thì thôi bây giờ mấy quỷ ma nó ám ảnh mẹ, linh hồn gầm lớn, thôi mẹ cũng xá đi, mẹ bỏ hết tất cả cái đám quỷ. Con bây giờ thì mẹ con bệnh quá trời, bồ con bây giờ chích thuốc mẹ coi là chích là một ngày 2 mũi mà 60.000 mẹ coi. Mẹ bà con ơi, con lên chở nước cà phê ha, cái vợ Lâm á nó ngồi chơi chị em bạn dâu á, mà ta đâu có quay phim chụp hình đâu mà ta cũng cho 70-80 triệu bà thấy ta tốt mới chơi. Bà qua giờ bà khùng á gì bà à, nằm ngoài lông hôm qua con vợ nuôi hôm kia nó không nuôi, bữa nay nuôi bỏ đứa con ở nhà bà coi đi nướng gà từ sáng tới chiều, không xin lỗi chị á, không có đồng bạc nữa mà không có xe, mà xe cổ trong ta chạy cho nó bà ra cối, ông có nghèo lắm nghèo, bà có thương giúp nha bà sáu cũng tội nghiệp đó, bà tha thứ cho giùm hết tất cả mà cộng đồng với em rồi tất cả nghe chị. Mà cho chị nói chuyện với cái YouTube cái. Dạ rồi. Bà chịu rồi đó, nói ngọt bà là ok. Bà nói nghe nè, chị bà khó rồi, không biết trời trăng gì hết, chị đi bán suốt cả ngày, chị lo nên chị lo cái công ty, không kiếm tiền. Toàn ở Việt Nam, bà tôi không hiểu gì. Bữa nay tôi về bà sư cô nè, bà sư cô gửi 20 cái nick cho tôi, bà sư cô ở bến tre cắt nhà cho con mơ, cho nên tôi mới biết rồi, chứ không cho tôi cũng biết nữa. Dạ. Tôi không biết gì hết. Rồi cảm ơn chị, xin lỗi chị. Là bên vợ dạng á, là cái gia đình đó, đã nói có nói mình mới nói là trời ơi, hồi lúc con mi á. Mà bây giờ nó đẹp gái lắm chị ơi. Có nói cái câu đó. Câu thứ hai nữa, là bảo mới nói là từ My có chị tới bây giờ thấy con My nó tỉnh táo đẹp gái lắm. Hai câu đó tôi có nhận xét lại ở trong video có. Còn ngoài ra không ai nói tới cái gia đình ở bên đó một cái nữa. Rồi thứ hai nữa là ma nhập bát đó ha. Bà này bà nói chuyện trở đi trở lại wow. Bằng bả thôi mà. Ma nhập bát. Wow. Má không trong nhà. Nhưng mà chơi đi. Mày định bả luôn ha. Tôi ở đây, tôi thương con mi tại vì tôi nghĩ tình con mi nó mất hạnh, nó gặp một người mẹ con. Yeah. Bà ngoại thì già rồi, chết ngày nào không biết con nhỏ này tới lớn nó biết bơ vơ đi đâu. Điên luôn. Nên tôi muốn cầu khẻ cho con mi á. Dạ. Để tôi giúp cứu nó đi ăn trưởng thành tới 18 tuổi. Yeah. Rồi nó mới nói là ở Việt Nam á, mày ơi, ở Việt Nam mà thấy khổ quá, con muốn đi nước ngoài. Yeah, lúc đó tôi mới bỏ ra làm giấy tờ cho nó đi, để nó làm ở đây vui con mơ. Chứ nhìn ngay ông không giúp nó mà đi hại cái ác chứ chưa giúp cho cái gia đình này đi lên. Chứ cái gì bây giờ bả lên cũng đừng mặt chửi tôi quá, trời chửi luôn. Rồi sẵn đem hỏi luôn cho bắt giác rồi. Em hỏi lên cho cộng đồng mạng hiểu rõ hơn về chị rồi. Chị Trang cũng nghe là bà cô qua nói là chị ngưng hỗ trợ cho My nữa có không chị? Trời ơi, đi buôn bán cả tuần để đây mới về lại tức thì sư cô mới gọi đợi nè. Rồi. Mới giờ về đi điện bây giờ còn khuya nè. Rồi. Tôi biết trời chang gì đâu. Dạ. Nè sư cô gửi mười mấy cái nít nè. Dạ. Mười này 19 cái nít cho tôi nè. Toàn con mơ chứ gì nè. Sư cô, tôi mới nói quả sư cô ơi, bởi vì ở Việt Nam có chuyện gì. Sư cô nói trời ơi, tôi nghe rùm beng hết rồi. Tôi nói rùm beng là cái gì? Rồi tôm lâm chuyện tôi không biết gì hết trơn. Rồi bây giờ lễ cũng mặn mặn chữ tôi quá trời chữ luôn. Rồi tôi đâu có biết cái gì đâu. Dạ. Chị không có mà chị nói, là chị không có nói mà cái câu mà cắt hỗ trợ cô qua nói là con My điện cho chị không bắt máy luôn, chị chặn số chặn hết luôn, có không chị? Không có nói cái con này nè, tại vì bữa đó con My nó nói nó lòi đi núi với ai á. Thì tôi mới nói với cái bà đó, tôi nói là con My nó bệnh thôi, bây giờ con muốn cho con My nó đây thì tôi lấy cái sau tài xế ba chỗ đó cho con My nó nằm. Câu đó tôi có nói chứ còn ngoài đó tôi không biết gì hết. Rồi. Người cứ thêm vô, không nên nói chuyện thêm vô tội lắm. Dạ, người ta giúp mình, người ta giúp mình. Chẳng thì lại. Một